trao tặng 2.000 máy tính bảng cho học sinh nghèo Bạc Liêu. Chiều 29 tháng 12, Viễn thông VNPT, Bạc Liêu phối hợp Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đã tổ chức lễ trao tặng 2.000 máy tính bảng kèm theo SIM Vinaphone 4G cho học sinh nghèo trong tỉnh. Theo Giám đốc Trung tâm Kinh doanh thuộc VNPT Bạc Liêu Phan Đình Luyện, số máy tính bảng nêu trên nằm trong chương trình đã ký kết giữa Tập đoàn VNPT và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Đặc biệt, trước đó, Tập đoàn VNPT đã cam kết hỗ trợ tổng số 37.000 máy tính bảng giúp học sinh khó khăn trên cả nước, trong đó tỉnh Bạc Liêu được hỗ trợ 2.000 máy tính bảng kèm theo SIM Vinaphone 4G. Đây cũng là việc làm thiết thực, hiệu quả của Tập đoàn VNPT, góp phần hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về chương trình sóng và máy tính cho em, nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học tập trong thời gian đại dịch COVID-19, giúp các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc được học tập tốt. Cũng theo ông Phan Đình Luyện, ngoài chương trình ủng hộ máy tính bảng trên, trong thời gian qua do đại dịch COVID-19, VNPT Bạc Liêu đã hỗ trợ phần mềm giảng dạy trực tuyến, VNPT e-learning, để giáo viên, học sinh trong tỉnh dạy và học trực tuyến. Đồng thời, VNPT Bạc Liêu thường xuyên nâng cấp mạng lưới và vùng phủ sóng di động 4G, nâng tốc độ đường truyền Internet để bảo đảm chất lượng truy cập mạng tốt nhất. Việc ủng hộ máy tính bảng của Tập đoàn VNPT không chỉ thể hiện văn hóa truyền thống của VNPT mà qua chương trình, VNPT Bạc Liêu còn mong muốn lan tỏa đến cộng đồng xã hội về tinh thần sẻ chia, trong gian khó, chung tay cùng toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng. Tin, ảnh, Trọng Duy. Bạc Liêu trao tặng 2.000 máy tính bảng cho học sinh nghèo. Trao tặng 2.000 máy tính bảng cho học sinh nghèo Bạc Liêu. Chiều 29 tháng 12, Viễn thông VNPT, Bạc Liêu phối hợp Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đã tổ chức lễ trao tặng 2.000 máy tính bảng kèm theo SIM Vinaphone 4G cho học sinh nghèo trong tỉnh. Theo Giám đốc Trung tâm Kinh doanh thuộc VNPT Bạc Liêu Phan Đình Luyện, số máy tính bảng nêu trên nằm trong chương trình đã ký kết giữa Tập đoàn VNPT và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Đặc biệt, trước đó, Tập đoàn VNPT đã cam kết hỗ trợ tổng số 37.000 máy tính bảng giúp học sinh khó khăn trên cả nước, trong đó tỉnh Bạc Liêu được hỗ trợ 2.000 máy tính bảng kèm theo SIM Vinaphone 4G. Đây cũng là việc làm thiết thực, hiệu quả của Tập đoàn VNPT, góp phần hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về chương trình sóng và máy tính cho em, nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học tập trong thời gian đại dịch COVID-19, giúp các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc được học tập tốt. Cũng theo ông Phan Đình Luyện, ngoài chương trình ủng hộ máy tính bảng trên, trong thời gian qua do đại dịch COVID-19, VNPT Bạc Liêu đã hỗ trợ phần mềm giảng dạy trực tuyến, VNPT e-learning, để giáo viên, học sinh trong tỉnh dạy và học trực tuyến. Đồng thời, VNPT Bạc Liêu thường xuyên nâng cấp mạng lưới và vùng phủ sóng di động 4G, nâng tốc độ đường truyền Internet để bảo đảm chất lượng truy cập mạng tốt nhất. Việc ủng hộ máy tính bảng của Tập đoàn VNPT không chỉ thể hiện văn hóa truyền thống của VNPT mà qua chương trình, VNPT Bạc Liêu còn mong muốn lan tỏa đến cộng đồng xã hội về tinh thần sẻ chia, trong gian khó, chung tay cùng toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng. Tin, ảnh, Trọng Duy. Bạc Liêu trao tặng 2.000 máy tính bảng cho học sinh nghèo. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.